Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Chun Kun. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở khóa đình chỉ thẻ B43. Bạn nào mà gặp những lỗi như trên màn hình thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nếu các bạn thấy video hay và hữu ích. Đầu tiên thì các bạn hãy mở mail báo khóa từ B43 lên cho mình. Các bạn có thể vào Gmail và gõ B43 để tìm cho nhanh nhé. Các bạn có thể thấy ở đây là một trường hợp bị khóa do thanh toán thất bại liên tiếp. Để yêu cầu mở khóa thì các bạn bấm vào ô Merude Otoyawase. Tại đây thì các bạn điền họ và tên ghi bằng chữ Romaji giống như trên thẻ ngoại kiều, sau đó bấm gửi đi cho họ. Ngay lúc này thì các bạn sẽ nhận được một email như thế này. Tuy nhiên thì các bạn không cần quan tâm vì nó chỉ là một mail trả lời tự động thôi nhé. Trong vòng 1 đến 2 ngày thì các bạn sẽ nhận được một email trả lời với dạng như thế này. Trong trường hợp này thì bạn ý bị khóa do nhập sai thời hạn của thẻ. Để xác minh chính chủ thì các bạn cần phải trả lời hai câu hỏi ở bên dưới. Nếu không hiểu rõ về nội dung bên trong họ ghi cái gì thì các bạn có thể sao chép và dán vào Google Dịch để xem nhé. Thường thì họ sẽ hỏi lý do tại sao bị khóa và sử dụng thẻ B43 để thanh toán vào việc gì. Các bạn kéo xuống dưới để trả lời họ nhé. Các bạn bấm vào phần trả lời. Sau đó các bạn trả lời hai câu hỏi đó vào đây. Trong trường hợp này thì mình đã điền sẵn câu trả lời như thế này. Mình đã nêu lý do bị khóa là do nhập sai thời hạn của thẻ. Và mục đích sử dụng là dùng để mua iPhone trên Apple Store. Tùy trường hợp các bạn gặp tình trạng lỗi như thế nào và sử dụng vào việc gì thì các bạn điền vào đấy nhé. Mình sẽ ghi một số lỗi mà các bạn thường gặp ở dưới phần mô tả hoặc là phần comment cho các bạn tiện theo dõi. Sau khi điền xong thì các bạn bấm gửi đi cho họ nhé. Khi mà được mở thì các bạn sẽ nhận được mail như thế này. Và lúc đó thì các bạn sẽ sử dụng thẻ như bình thường nhé. Tuy nhiên thì cũng có lúc các bạn sẽ bị lỗi như thế này. Mail báo về là không tìm thấy địa chỉ thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn chọn vào biểu tượng trên cùng góc trái màn hình. Tiếp theo các bạn chọn phần Otoyawase. Phần loại thẻ thì các bạn chọn Mikado. Tiếp đến các bạn chọn danh mục câu hỏi. Các bạn chọn mục Kado Apuri no Ryo Segen ni Chute. Tiếp theo thì các bạn nhập nội dung mà các bạn muốn hỏi. Các bạn có thể tự điền theo ý của các bạn hoặc điền theo mình cũng được. Sau đó các bạn chọn ảnh chừa lỗi mà các bạn gặp phải. Rồi bấm vào ô Soshin để gửi đi cho họ nhé. Nếu họ có gửi mail về thì các bạn lại làm tương tự như các bước mình đã hướng dẫn ở trên là được. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình lên những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!